I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be. Đây. Gốc rất là đẹp. Lu khu béo tự nhiên nha. Đấy. Yêu cầu của cái anh này là để nguyên bản tự nhiên. Chỉ có tạo sạch sẽ, tạo dáng lũa, xong là xử lý. Đây, xử lý những cái lỗ này. Đấy, lỗ sâu này. Đổ cái keo epoxy vào. Bác nào mà có cái gốc cây hoặc cái gỗ nào muốn làm những cái bàn trà như này thì cứ alo cho em nhé. Cái này dễ làm, trong khi mình làm nó khỏi bật bắn vào trong. Như cái mũ. Cái mũ này. Có ai thấy không? Quá đẹp. Nói chung là cái gốc này về cơ bản là cũng cái tự nhiên của nó là mình giữ nguyên nhé. Mình chỉ có làm sạch thôi. Lưỡi này ấy, làm rất là ngọt. Bác nào mà chưa làm cứ mua về làm thử xem. Vườn đẹp phết đây đây. Vườn vèo quá đẹp.
Như vậy là cơ bản cái bàn trà này tôi đã làm xong nhá. Đây, vườn rất là đẹp. Cái này là bàn để ngồi, bàn trà ngồi sập nhé. Quên, hôm nãy có người hỏi đây là cái gỗ gọi là gỗ xà cừ nhá. Gỗ này nó là loại gỗ rẻ tiền thôi. Nhưng mà may thì lại kiếm được cái bạnh của nó là vân nó rất là đẹp. Hôm nay là cái video này thì tôi cũng chỉ làm giới thiệu, làm cái bàn như vậy. Đấy. Còn lại cái video sau ấy, tôi sẽ làm cái bề mặt này. Sẽ làm cái bề mặt này bằng epoxy nhá. Đây, phải xử lý hết những cái sâu này. Xử lý hết sâu này. Xong đổ epoxy vào đây để cho nó bóng. Thứ hai nữa là để chống thấm nước này. Rồi vậy video này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Way back a year ago.